sáng thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2024, vào lúc 10 giờ, Đức Hồng Y Phaero Nguyễn Văn Nhơn chủ sự thành lễ trọng thể mừng Đức Maria hồn xác lên trời tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cùng hiệp thông có Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh và Quý cha cùng sự tham dự của đông đảo cộng đoàn. Khởi đi từ tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16, mở đầu thành lễ, Đức Hồng Y Phaero mời gọi cộng đoàn hãy mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong tâm tình tin tưởng, vui mừng và hy vọng. Chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, cách riêng là vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, tin tưởng vào lời hứa, những ai tuyên xưng danh Ngài sẽ được vào nước trời. Chúng ta vui mừng vì được kết hợp với mẹ Maria để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta hy vọng vì người mẹ được cả xác và hồn đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa. Với bầu khí hân hoan của ngày đại lễ, Đức Hồng Y Phaero gửi lời chúc mừng tới những ai đã nhận Đức Maria hồn xác lên trời làm quan thầy. Cách đặc biệt, Ngài chúc mừng ca đoàn du Maria trong ngày mừng lễ đấng bảo trợ của mình. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Hồng Y Phaero nhắc lại cho cộng đoàn về biến cố lịch sử quan trọng diễn ra vào ngày lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 năm 1950. Đó là thời điểm Đức Giáo Hoàng Pio 12 long trọng công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Người mẹ vô nhiễm nguyên tội của Thiên Chúa, Đức Maria Đồng Trinh, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời cả thân xác lẫn linh hồn. Trong công trình của Thiên Chúa, Đức Maria được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, được tháp nhập vào với con của mình cả hồn và xác. Đức Hồng y đặt câu hỏi, còn chúng ta thì sao? Ngài gợi mở cho cộng đoàn phụng vụ, linh hồn được lên thiên đàng là vì sống trong thân xác tốt lành, thân xác đã hy sinh, sống tốt lành thì thân xác có công làm cho linh hồn về cùng Chúa nên thân xác cũng sẽ được sống lại. Vì vậy, chúng ta sống ở đời này như thế nào thì sẽ được về cùng với Chúa như vậy. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn tiếp tục tin tưởng vào sự phục sinh như đã được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể, cộng đoàn ra về trong niềm vui hân hoan, tin tưởng và hy vọng. Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, xin mẹ giúp mỗi người biết sống theo gương mẹ để được cùng mẹ hưởng vinh phúc trên thiên đàng.